Zokantar. Zokantar. Holmes. Holmes. Alamaz. Vâng, trận trước thì mình nghĩ rằng là một kiểu đua phát triển của Phonician thì đó là sai lầm rồi. Vâng, cái này anh Hoàng Văn Diện cũng đã định đua SV đua gì anh em nhỉ? Đua SV đua gì? Đón thấy thêm bãi quả. Những đồ đối với trận này của Cam Quýt đang là không có, không thấy đầu đâu cả. Quýt đang vẫn đang cố gắng đi dò, hy vọng rằng chỗ điểm đen này mèo mò có nó còn hơn không. Và chúng ta cần những đồ đồ về để về kích 2 là chuẩn nhất. Xa xa chúng ta thấy thêm bãi hươu cũng như vàng. Vâng, hai bãi hươu và hai bãi vàng trận này. Vâng, đi xem Việt Nam đá với Việt Nam hôm nay đấu với các đội nào anh em nhỉ? Vâng, bây giờ anh em đam mê hai bộ môn kiểu đế chế và bóng đá là hai thứ niềm vui của anh em con trai rồi. Vâng, hơi bị đè, để rằng ngắm cứ lòng nghe không nhỉ? Vẫn kịp thôi. Vâng, cắt một dân ra gõ những nhà BE của dân thứ 18. Và bây giờ này có lẽ quyết sang tại S. Tạm thời đang phải ưu tiên việc ép gỗ cũng như là ăn bây giờ này. Một bây giờ chiếc S nhân đôi. Vâng, ăn cả gỗ cũng như là bốn con hươu trong bây giờ này. Thậm chí bây giờ không biết hươu nào hươu đầu cơ. Vâng, ăn đến hai bãi quả ông bài này và sẽ đánh 26 đúc dân này chăng? Vâng, việc ăn hai bãi quả nhiều khả năng sẽ phải đến khoảng tầm 26 dân rồi. Khi bóng ta mất việc bằng cơ cấu lực cũng như là dân di chuyển, bù lại chúng ta có lực khỏe hơn rất nhiều so với việc ăn một bãi quả của bầy hươu này. Bầy hươu này có lẽ thì Cam Quýt sẽ để dành sau khi lên ba, chúng ta sẽ ăn thôi, hay sẽ là một chiếc ăn đôi. Tiếp tục là một PS nhân 3 nữa cho Cam Quýt. Vâng, kích đời 8 phút 20, vâng, sẽ là 8 phút 7x7 này thôi. Và đây là vị trí chiếc ăn nhân 3, bằng ăn cả vàng cả hươu và cả gỗ. Tạm thời sẽ là ăn gỗ và hươu, còn vàng thì điểm sau này chúng ta sẽ ăn. Ở 120 gỗ thôi nhưng nó đang làm rất nhiều thứ. Đây là một hướng to bảy hữu bảy, thậm chí nếu như có tay Quýt vẫn hoàn toàn phải đá bảy hữu kia về, nhưng quan trọng chúng ta không cần tới, bỏ qua cái bảy hữu kia đi. Chúng ta là người giàu, chúng ta có quyền lãng phí đồ ăn. Và khi chúng ta giàu, chúng ta có quyền lãng phí những đồ ăn mà kiểu nó mất thao tác. Rồi 10 phút 56 giây, bài kích cuối 10 đầu 11 dân của Cam Quýt, nhưng quan trọng lực đang là khỏe khi mà bang còn những con hươu vẫn đang khai thác giờ cũng như hai bãi quả vẫn đang ăn.
rất nhiều thực. Có lẽ chúng ta nên cắt dần về vàng. Và nó một dường như đang đập lô lên đây à. Vâng, dường như một đang đập lô lên nhà cam quýt để ăn cho mình một bãi hươu. Vâng, cái hàng thải của mình là cái thứ mà nó một đang phải chắt chiu trong trận này. Cái thứ mà nó game thủ cam quýt đang thải ra thì nó một đang phải chắt chiu và cố ăn để đến đời. Cái map đầu cũng có rằng bài đồ một bài cùng đẹp, hai kata ngang nhau cả. Con giò quýt đang con giò để con giáp bằng soi máu rất chuẩn, một dần đã nằm xuống. Những pha soi máu cực kỳ chuẩn từ game thủ cam quýt. No một cũng có giò nhưng liệu rằng có cái cửa gì cho No một bằng có công giáp đầy đủ trong cái bàn liên hoàng như này, đi ăn tranh như này, cẩn thận giữ giò nào. Có con giò thứ hai luôn, tính toán rất kỹ càng, bỏ qua luôn bằng nhưng No một vẫn chưa ăn được vàng, tôi không hiểu bằng Kata không ăn vàng thì lấy cái gì dài thì đâu. Một lạc đà đã được dốc, bằng chúng ta bỏ qua con giò, chuyển qua một áo luôn. Hãy xem nhà BT để công bỏ cái vàng này, chúng ta hãy cùng chờ xem. Chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của game thủ cam quyết là gì. Sẽ là chuyển qua một áo hay sẽ bài một sóc công tê. Như vậy chuyển qua một áo rồi. Vâng, sau thời điểm đầu tiên thời điểm này quyết bắt đầu đẩy con giỏ mình đi tìm cơ sở làm ăn của nó một. Một bài một bài mình dự là khả năng cao là góc 11 giờ chuẩn xác nó là như thế. Đã thấy nhà bóng 1-1 của No1 rồi, bánh xe đã co. Đây là coi chuộng âm. No1 đang chuyển sang sóc những con sóc ăn vàng bên ở nhà. Nhưng đây nhà P đóng ra. Quan trọng là lượng vàng của No1 có con để cho No1 sóc phù hay không thôi. Vâng, 2-1 trong C3. Và chúng ta lại là người đứng trước cơ hội dứt điểm xe đấu. Có quyền dứt điểm xe đấu. Một cái bài No1 lên đầu vàng từ rất sớm thì phải. Khi mà No1 cũng ăn được khoảng tầm hơn 400 vàng. Những bài quyết là bài lực khỏe và chuyển qua là hợp lý.